cha chi ai xóa sạch hết mọi tội nhớ. Về bên cha, về với đấng yêu thương. Giêsu ơi, xin ngài giúp con từ đây, nguyện cùng ngài song hành qua sóng gió. Ngài hạ thế biên với những tâm hồn vỡ tan. Đây là đài phát thanh Lòng Chúa Thương Xót, được phát trực tiếp từ tiểu bang Arkansas, Hoa Kỳ. Kính chào quý thính giả và xin Chúa chúc lành cho quý thính giả. Nguyện cùng ngài sống hành. Kính mời quý thính giả nghe chia sẻ lời Chúa của linh mục Anton Vũ Quốc Thịnh và audio sách đạo. Nhận lấy phước thiêng liêng, ngài hạ thế đến với những tâm hồn vỡ tan. Đến với ngài nhận lấy. Trích sách xuất hành. Trong những ngày ấy, Chúa phán cùng Môsê rằng: Ngươi hãy đi xuống, dân mà ngươi dẫn ra khỏi đất Ai Cập đã phạm tội. Chúng đã sớm bỏ đường lối ta đã chỉ dạy cho chúng. Chúng đã đúc tượng bò con và sắp mình thờ lạy nó. Chúng đã dâng lên nó của lễ hiến tế và nói rằng: Hỡi Israel, này là Thiên Chúa ngươi, đấng đã đưa ngươi ra khỏi đất Ai Cập. Chúa phán cùng Môsê: Ta thấy rõ dân này là một dân cứng cổ. Ngươi hãy để ta làm, ta sẽ nổi cơn thịnh nộ với chúng và sẽ hủy diệt chúng. Rồi ta sẽ làm cho ngươi trở nên tổ phụ một dân tộc vĩ đại. Môsê van xin Chúa là Thiên Chúa của ông rằng: Lạy Chúa, tại sao Chúa nổi cơn thịnh nộ với dân mà Chúa đã dùng quyền lực và cánh tay hùng mạnh đưa ra khỏi đất Ai Cập? Xin Chúa đừng để cho người Ai Cập nói rằng: Người đã khéo dẫn họ đến đây để giết họ trên núi và hủy diệt họ khỏi mặt đất. Xin Chúa nguôi cơn giận và tỏ lòng khoan dung đối với tội lỗi dân Chúa. Xin Chúa nhớ đến Abraham, Isaac và Israel tôi tớ Chúa, vì chính Chúa đã thề hứa rằng: Ta sẽ làm cho con cháu các ngươi sinh sản ra nhiều như sao trên trời. Ta sẽ ban cho con cháu các ngươi toàn cõi xứ này như lời ta đã hứa, và các ngươi sẽ chiếm hữu xứ này mãi mãi. Chúa đã nguôi cơn giận, không thực hiện điều dữ mà người đe dọa phạt dân người. Đó là lời Chúa. Ta ơn Chúa. Chúc tụng và tôn vinh Chúa. Lạy Chúa Giêsu Kitô. Chúa phán: Ta không muốn kẻ gian ác phải chết, nhưng muốn nó ăn năn sám hối và được sống. Chúc tụng và tôn vinh Chúa. Lạy Chúa Giêsu Kitô. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: Nếu tôi làm chứng về chính mình thì lời chứng của tôi không thật. Có đấng khác làm chứng về tôi.
và tôi biết lời người làm chứng về tôi là chứng thật. Chính các ông đã cử người đến gặp ông Gioan và ông ấy đã làm chứng cho sự thật. Phần tôi không cần lời chứng của một phàm nhân, nhưng tôi nói ra những điều này để các ông được cứu độ. Ông Gioan là ngọn đèn cháy sáng, và các ông đã muốn vui hưởng ánh sáng của ông trong một thời gian. Nhưng phần tôi có một lời chứng lớn hơn lời chứng của Gioan. Đó là việc Chúa Cha giao cho tôi để tôi hoàn thành. Chính những việc tôi làm đó làm chứng cho tôi rằng Chúa Cha đã sai tôi. Chúa Cha, Đấng đã sai tôi, chính người cũng đã làm chứng cho tôi. Các ông không bao giờ nghe tiếng người, cũng chẳng bao giờ thấy tôn nhang người. Các ông đã không để cho lời người ở mãi trong lòng, bởi vì chính các ông không tin vào Đấng người đã sai đến. Các ông nghiên cứu Kinh Thánh vì nghĩ rằng trong đó các ông sẽ tìm thấy được sự sống đời đời, mà chính Kinh Thánh lại làm chứng về tôi. Các ông không muốn đến cùng tôi để được sống. Tôi không cần người đời tôn vinh, nhưng tôi biết các ông không có lòng yêu mến Thiên Chúa. Tôi đã đến nhân danh Cha tôi, nhưng các ông không đón nhận. Nếu ai khác nhân danh mình mà đến thì các ông lại đón nhận. Các ông tôn vinh lẫn nhau và không tìm kiếm vinh quang phát xuất từ Thiên Chúa duy nhất, thì làm sao các ông có thể tin được? Các ông đừng tưởng tôi sẽ tố cáo các ông với Chúa Cha. Kẻ tố cáo các ông chính là ông Môi-se, người mà các ông đã tin cậy. Vì nếu các ông tin Môi-se, thì hẳn các ông cũng tin tôi, bởi lẽ ông ấy đã viết về tôi. Nhưng nếu điều ông ấy viết mà các ông không tin, thì làm sao tin được lời tôi nói? Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn, trong những ngày gần tam nhật vừa qua của Chúa Giêsu, chúng ta có thể thấy được sự căng thẳng trong tình thuật tin mừng mỗi ngày. Những câu nói có sức nặng để lên án những người biệt phái và những người pha-ri-sêu được Chúa Giêsu nói ra. Và rồi chúng ta thấy phe đối lập cũng ngày càng ghen ghét những việc Chúa Giêsu làm. Những đố kỵ tăng cao và nuốt chửng họ. Mọi người chỉ muốn giết Chúa Giêsu cho rồi, vì kẻ này đã gây chia rẽ giữa dân chúng và các thầy tư tế đền thờ. Các ông tôn vinh lẫn nhau và không tìm kiếm vinh quang phát xuất từ Thiên Chúa thì làm sao các ông có thể tin được? Kính thưa cộng đoàn, người ta thường nói phép vua thua lệ làng. Những biệt phái và nhà thông luật tự tôn mình lên trên hết mọi người. Họ đặt ra những luật lệ khác, hà khắc. Công lý nằm trong tay họ. Nếu họ nói là sai thì không có ai cãi là đúng. Người nào bị tuyên án là có tội, thì kẻ đó trong sạch đến mấy cũng phải bị xử tử. Chúa Giêsu đến đem lại công lý từ vinh quang của Chúa Cha. Rõ ràng điều đó chống lại cái lệ làng này. Họ không tin vào Chúa Giêsu, nhưng thật ra là vì lòng thù hận đã che lấp cái lý trí trong cuộc đời của họ. Cái trang tin mừng hôm nay chúng ta vừa nghe đó, nó thuộc thần thứ hai trong bài diễn từ về công việc của Chúa Giêsu. Tin mừng theo Thánh Gioan chương 15 câu 19 đến câu 47. Qua đó, người muốn đáp trả trước những lời buộc tội của những kẻ chống đối. Gioan 5 chương câu 18. Bởi vậy, người Do Thái lại tìm cách giết Đức Giêsu, vì không những người phá luật Sa-bát mà còn nói Thiên Chúa là cha của mình, và như thế tự coi mình ngang hàng với Thiên Chúa. Chúa Giêsu không tự bào chữa mình, nhưng người cũng đưa ra những nhân chứng có uy tín để làm chứng cho mình. Gioan Tẩy Giả, Chúa Cha và Thánh Kinh. Thật vậy, chính Gioan Tẩy Giả đã loan báo về Chúa Giêsu. Ông đã cử hành phép rửa cho Chúa và đã chỉ cho các môn đệ của ông đến gặp người. Còn Thiên Chúa Cha, một nhân chứng quan trọng hơn ông, đã hiện ra ở sông Giô-đan và trên núi Ta-bo để tuyên bố về Chúa Giêsu rằng:
đây là con rất yêu dấu của ta. Và sau cùng, Thánh Kinh, quyển sách mà được nhiều người Do Thái biết đến và đã nghiên cứu, cũng nói về Đức Giê-xu, làm chứng cho người và chính người đã đến để thực hiện những gì chép trong Kinh Thánh. Tuy nhiên, tất cả những lời chứng này không thể giúp những người Do Thái tin vào Chúa Giê-xu, Đấng Mê-si-a đã đến giữa trần gian. Tâm hồn của họ vẫn còn khô cứng, chai đá và chưa mở ra để đón nhận Chúa. Họ còn đang tìm kiếm những vinh quang cho chính mình. Vật chất, danh vọng và những đam mê thế tục đang trói buộc và điều khiển cho họ làm lìa xa Thiên Chúa. Họ không muốn tìm kiếm vinh quang xuất phát từ Thiên Chúa. Ngày hôm nay chúng ta thấy nhiều lời chứng về Đức Giê-xu vẫn được tỏ ra trong cuộc đời của chúng ta. Kinh Thánh, giáo huấn của giáo hội, việc cử hành phục vụ hay đời sống chứng nhân của các vị thánh và của những anh chị em đang tiếp tục loan báo về Đức Giê-xu và mời gọi chúng ta nhận ra Ngài Đấng Cứu Thế. Thế nhưng rồi mỗi người chúng ta có khiêm tốn để mở lòng ra để đón nhận Chúa cũng như những chứng nhân đó vào trong cuộc đời của mình không? Ngày hôm nay, chúng ta cũng sẽ nằm ở trong tình trạng của những người biệt phái, những người thông luật, những ngày thứ tư tế, những người luật sĩ thời Chúa Giê-xu nếu như không tỉnh táo. Coi chừng chúng ta chỉ thích nghe những lời có cánh hơn là những lời góp ý chân thành. Ai chỉnh sửa thì chúng ta càng thêm ganh ghét họ. Hóa ra chúng ta cũng có những bộ luật riêng và chúng ta tin vào quyền năng của bản thân hơn là quyền năng của Chúa. Ai dám phá luật hay ai đó muốn góp ý chúng ta thì phải loại trừ người đó ngay. Đấy chính là sự bảo thủ, chai đá mà chúng ta trở thành những người Pha-ri-sêu lúc nào chúng ta không biết. Đức tin mà chúng ta có được ngày hôm nay, Công giáo hôm nay phát triển là nhờ bao nhiêu xương máu của các vị thánh tử đạo Việt Nam đã đổ ra để ươm mầm cho hạt cải nước trời. Rồi lòng đạo đức bình dân của ông bà ta để lại chăm bón cho giáo hội Việt Nam. Là thế hệ nối tiếp, chúng ta cũng phải sống làm sao để làm chứng cho Chúa như các vị thánh tử đạo, cũng như cha ông chúng ta. Chúa Giê-xu nói một câu rất hay. Các ông không có lòng yêu mến Thiên Chúa, thế thì cũng chẳng yêu mến tha nhân. Chẳng nhận ra Chúa Cứu Thế đang ở bên mình, chối từ Chúa Cứu Thế. Chúa Giê-xu tố cáo các ông trước tiên. Chính là Mô-sê, người mà các ông tin cậy, đã viết về tôi. Vậy là lớp người cứng đầu cứng cổ xưa thời Mô-sê cỡ trách vẫn còn tồn tại đến thời của Chúa Giê-xu. Và rồi ngày hôm nay chúng ta đặt mình trước mặt Chúa. Chúng ta có tin rằng Chúa Giê-xu chính là tình yêu của Chúa Cha gửi đến cho trần gian hay không? Chúng ta có nhận biết ra Thiên Chúa và tình yêu của người như thế nào? Khi chúng ta làm việc, chúng ta để cho Chúa được tôn vinh hay chúng ta được ca ngợi? Khi bị hiểu lầm, chúng ta có đặt niềm tin vào Chúa hay chúng ta đôi co, phân trần và chúng ta đổ lỗi cho người khác? Người Pha-ri-sêu được Chúa Cứu Thế đến mà họ không nhận ra. Chúng ta được nghe lời Chúa. Chúng ta được đón nhận biết bao nhiêu ơn lành từ Chúa. Nhưng hôm nay chúng ta có vui mừng và tạ ơn Chúa để nhận biết người qua đời sống đức tin trong hội thánh không? Chúng ta có dung nạp được nhiều năng lượng tình yêu của Chúa ban để đem đến cho tha nhân hay không? Chúng ta có mở lòng ra để đón nhận sự hiện diện và ơn lành quyền năng của Chúa trong cuộc đời chúng ta hay không? Hay chúng ta bưng tai bịt mắt như những người Pha-ri-sêu ngày xưa? Câu trả lời nó tùy thuộc nơi thái độ sống của mỗi người chúng ta. Chúng ta có tin Chúa hay không? Chúng ta diễn tả cái niềm tin ấy ngang qua lời ăn tiếng nói, ngang qua tất cả những cử chỉ hành động của chúng ta. Xin cho chúng ta đừng cứng lòng tin như những người biệt phái, những người luật sĩ, những người Pha-ri-sêu thời của Chúa Giê-xu.
mắt nhìn lên thánh giá, con tự hỏi tại sao con đóng đinh ngài. Thế mà ngài vẫn mãi yêu con. Thánh giá tình yêu Chúa ơi, xin tha thứ tội con đã trót lỗi phạm, xin tình ngài từng ngày sống trong con. Chúa ơi, xin tha cho con những khi lỗi lầm, dẫn dắt con đi qua bao gian nguy hay khi lạc lối. Cho đi mến Chúa yêu người như ngài truyền ban, kiếp sống trường gian khắc khoải, con dâng Chúa lời kinh vội vã đêm ngày, xin ơn ngài từng phút sống êm trôi. Chúa hỡi, chỉ khao khát được sống trong Chúa mỗi ngày, dẫu đường đời còn nhiều nỗi trông gai. Chúa ơi, xin tha cho con những khi lỗi lầm, dẫn dắt con đi qua bao gian nguy. Chúa hỡi, lòng con yêu đuối, đời tội lỗi nhiều phen con đã quên ngài, quên ân tình ngài đã sống cho con. Chúa hỡi, tình yêu thánh giá, ngài đã chết vì con gánh lấy muôn tội. Tình ngài quá bao la. Chúa ơi, xin tha cho con những khi lỗi lầm, dẫn dắt con đi qua bao gian nguy hay khi lạc lối. Chúa ơi, xin ban cho con đức tin kiên cường, sống cho đi mến Chúa yêu người như ngài truyền ban. Chính Chúa tình yêu lẽ sống, xin biến đổi đời con theo bước ngay lành, giữa cuộc đời đầy bão tố phong ba. Thánh giá đời hạnh phúc là luôn có Chúa song hành, trên đường đời ngài dìu bước con đi. Chúa ơi, xin tha cho con những khi lỗi lầm, dẫn dắt con đi qua bao gian nguy hay khi lạc.
cho con đức tin kiên cường, biết sống cho đi mến Chúa yêu người như Ngài truyền ban. Thưa quý thính giả, hôm nay ngày 14 tháng 3, lễ Thánh Maximilian. Đài Phát thanh Lòng Chúa Thương Xót kính mời quý thính giả nghe về cuộc đời của Thánh Maximilian qua giọng đọc của Maria Kim Thúy. Ngay từ thời giáo hội tiên khởi, chúng ta may mắn có được một tài liệu quý báu và hầu như không một chút thêm thắt trong bài tường thuật từ đạo của Thánh Maximilian ở Algeria ngày nay. Bị điệu ra trước quan thống đốc Dion, Thánh Maximilian từ chối không chịu gia nhập đạo quân La Mã với lý luận như sau: tôi là Kitô hữu, tôi không thể làm sự dữ, tôi không thể phục vụ trong quân đội. Dion trả lời: người phải phục vụ hoặc là chết. Maximilian đáp lại: tôi không bao giờ phục vụ. Ông có thể chém đầu tôi, nhưng tôi sẽ không bao giờ là một người lính của thế giới này, vì tôi là một người lính của Đức Kitô. Tôi thuộc về đạo binh của Thiên Chúa và tôi không thể chiến đấu cho thế giới này. Tôi đã nói với ông, tôi là một Kitô hữu. Dion hỏi: dưới quyền của Diocletian và Maximian, Constantius và Galerius cũng có những người lính là Kitô hữu phục vụ thì sao? Maximilian trả lời: đó là vấn đề của họ. Tôi cũng là một Kitô hữu, nhưng tôi không thể phục vụ. Dion hỏi: nhưng làm lính thì có thiệt hại gì? Maximilian trả lời: ông biết rõ điều đó. Dion nói: nếu người không thi hành nghĩa vụ, ta sẽ kết án tử hình vì sự khinh thường quân đội. Thánh Maximilian trả lời: tôi sẽ không chết. Khi tôi từ giã cõi đời, linh hồn tôi sẽ sống với Đức Kitô là Thiên Chúa của tôi. Lúc ấy Thánh Maximilian 21 tuổi và Ngài đã vui mừng dâng hiến cuộc đời cho Thiên Chúa. Sau khi chứng kiến sự hành quyết, cha thánh nhân vui mừng trở về nhà. Ông cảm tạ Thiên Chúa vì có được một món quà thật tốt đẹp để dâng lên Thiên Chúa. Con mãi trong con.
quý thính giả có những thắc mắc về giáo luật, đời sống gia đình hoặc đóng góp ý kiến về các chương trình phát thanh, quý vị có thể thu âm hoặc viết ra văn bản và gửi về đài phát thanh Lòng Chúa Thương Xót qua email radio.lòngchúathươngxót@gmail.com. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Đài phát thanh Lòng Chúa Thương Xót kính mời quý thính giả nghe câu chuyện Phép lạ Thánh Thể Ophida. Máu Thánh tuôn trào lần thứ hai ở Lanciano năm 1273 qua giọng đọc của Maria Kim Thúy. Những nhân vật chính trong câu chuyện kỳ lạ này là một đôi vợ chồng mới cưới, Ricciarella và Giacomo, Stasio, con lừa và một mụ phù thủy. Thật ra, hôn nhân của họ đã không được Thiên Chúa chúc phúc. Chính ra khi đã thành vợ chồng, hai người phải nên một, nhưng họ đã sống riêng rẽ, đơn độc. Giacomo không hề để ý chăm sóc yêu thương vợ. Trái lại, chàng chỉ biết đến con lừa và coi nó hơn vợ mình. Trong khi đó, chị Ricciarella khao khát một đời sống lứa đôi tốt đẹp. Chị nghĩ, nếu vợ chồng chị yêu thương nhau thắm thiết thì hạnh phúc biết bao. Chị đã không bao giờ để ý đến việc trả thù về cách đối xử tàn tệ của chồng đối với chị, cho dù chị biết rằng chồng chị đã phản bội và đi ngoại tình với người khác. Sức chịu đựng của Ricciarella có hạn và nàng mong muốn một đời sống ấm êm bên người chồng lý tưởng. Để đạt mục đích này, chị đã nhờ đến một mụ phù thủy. Mụ phù thủy này nổi tiếng trong việc mang lại sự kích thích tính dục cho những đôi vợ chồng hờ hững trong việc chăn gối. Thế rồi, mụ ta truyền cho Ricciarella như sau: hãy đi rước lễ, nhưng đừng nuốt. Đem mình thánh về nhà, đặt trên bếp và đốt thành tro. Sau đó, lấy tro bỏ vào rượu hoặc canh, rồi đưa cho chồng uống. Chị sẽ thấy chàng bị kích thích và khiêu dâm cực độ như mèo cái kêu gào tìm đôi. Xong đâu đó hãy cho ta biết hiệu quả. Mụ phù thủy vừa truyền lệnh xong, máu trong tim Ricciarella chạy dồn dập. Chị bị một hấp lực thúc đẩy mạnh mẽ và hành động rất nhanh lẹ việc quái ác này. Tuy nhiên, vì là người Công giáo, nàng đã được dạy dỗ giáo lý cẩn thận, nên chị biết đây là một tội phạm thánh. Vì vậy, chị đã phải vật lộn với lương tâm không ít trước khi quyết định thực hiện một hành động tình ác này. Sau cùng, chị đã quyết định quá táo bạo và mù quáng. Chị đến nhà thờ tham dự thánh lễ và rước Chúa. Tim chị đập mạnh trong lúc chị lặp đi lặp lại âm mưu toan tính mình sẽ thực hiện. Tới giờ hiệp lễ, Ricciarella ra vẻ như một thiên thần nhỏ lên rước mình thánh Chúa. Sau khi lãnh nhận mình thánh, chị liền quay khỏi vị linh mục để có thể lấy mình thánh Chúa ra khỏi miệng. Chị còn cẩn thận liếc lia lịa xung quanh xem có ai thấy hành động của mình không. Xong đâu đấy, chị vội rời nhà thờ và chạy nhanh qua các đường phố Lanciano cho đến khi tới nhà. Hai bàn tay bỗng rung lên rất mạnh. Chị vội nhóm lửa và đặt nồi đất lên. Khi nồi rất nóng, chị vất mình thánh vào nồi và mình thánh bắt đầu cháy khói. Tâm hồn bị dày vò, chị không thể nào nhắm mắt được và quên đi hành động quái ác chị đang thực hiện. Nhưng một sức mạnh vô hình thúc
thúc đẩy chị tiếp tục công việc điên cuồng này là chị quá mơ ước được chồng sẽ thương yêu và chăm sóc mình tận tình. Bỗng nhiên, mình Thánh Chúa hóa nên thịt đỏ tươi và bắt đầu chảy máu quá nhiều. Lạ lùng hơn nữa, chính giữa miếng thịt đó vẫn giữ nguyên vẹn hình dạng tấm bánh thánh và máu tiếp tục tuôn chảy từ tấm bánh thánh. Chị hốt hoảng lo sợ và không biết phải làm sao. Trong khi đó, máu Chúa cứ chảy ra đầy hết đáy nồi và bắt đầu trào lên một cách nhanh chóng. Chị vội lấy sáp ong và đất đổ vào nồi. Sáp ong và đất đầy nồi, nhưng máu vẫn thấm qua đất và sáp ong tràn lên tới miệng nồi. Hoảng hốt, chị chộp vội chiếc khăn trải bàn và bọc xung quanh nồi. Phần vân không biết phải bỏ ở đâu, chị liền chạy ra chuồng lừa, đào một lỗ dưới đống phân lừa. Chị chôn cái nồi cùng với thánh thể và khăn bàn. Chiều hôm ấy khi chồng về, Giacomo nhận thấy con lừa tỏ thái độ bướng bỉnh khác thường. Nó nhất định không bước chân vào chuồng. Giacomo đã dùng mọi cách, nào vỗ về, nào vuốt ve, rồi đẩy, nhưng tất cả đều không kết quả. Con lừa cứ đứng sừng sững nhất định không vào chuồng. Sau cùng, Giacomo lấy roi và bắt đầu quất lừa. Lừa đau đớn, rống lên thảm thiết và miễn cưỡng đưa chân vào trong chuồng. Con vật nằm xuống gần nơi đống phân, như trong tư thế tôn thờ một vật gì. Giacomo từ trước đến nay không bao giờ trách mắng và xử tàn nhẫn với Ricciarella. Nhưng từ khi biến cố con lừa khó vâng lời xảy ra, Giacomo trách mắng vợ vì thái độ của con lừa, đổ tội cho chị đã bỏ cái bùa mê hoặc vào chuồng lừa. Giacomo nổi khùng quật chị túi bụi bằng cây roi chàng đã dùng để quất con vật. Thế là cuộc sống hỏa ngục bắt đầu từ đây. Ricciarella cảm thấy lương tâm cắn rứt. Chị bắt đầu lấy làm lạ. Tại sao mụ phù thủy lại có sức mạnh tàn khốc như vậy? Những điều hứa hẹn đã không thấy. Thật là tiền mất tật mang. Tai hại hơn nữa, sự chung thủy và yêu thương gần gũi nhau càng ngày càng trở nên tệ. Trong khi đó, chị mỗi ngày càng cảm thấy cắn rứt vì mang nặng tội lỗi quái gở. Ricciarella đã sống trong tình trạng này trong 7 năm. Tính tình chị đổi khác thường và trở nên tức giận với mọi việc, mọi người. Cách cư xử của chồng càng ngày đối xử với chị càng tệ. Điều này làm cho chị tin đó là một hình phạt của Thiên Chúa giáng phạt trên mình chị. Chị thất vọng cực độ. Chị không thể nhận thấy rằng Thiên Chúa sẽ mãi mãi tha thứ cho mình. Nỗi rầy rứt nhất chị cảm thấy là đã xúc phạm đến Thiên Chúa. Chị xúc phạm một tội không thể tha thứ. Sau cùng, chịu không được, chị ước muốn đi xưng tội để giải thoát sự đau khổ trong trái tim và linh hồn. Nhưng khổ nỗi, chị thiếu tin tưởng và tự ái quá ác. Chị nghĩ mình không có can đảm chấp nhận sự hổ thẹn khi xưng thú tội tày đình này với linh mục. Sau cùng, trong thời gian ròng rã suốt 7 năm, chị sống như người không hồn. Ricciarella đã mạnh dạn liên lạc với vị tu viện trưởng của tu viện Augustino gần nhất ở Lanciano. Vị tu sĩ này quê quán ở Afida. Chính ngài đã giúp đỡ chị tận tình và giải thoát chị. Thế rồi Ricciarella đã xưng thú hết trọng tội của mình với vị linh mục. Ngài đi theo chị về nhà. Họ đi thẳng vào chuồng lừa, đào qua lớp phân đã bị chất đống lại hơn 7 năm. Khi vị tu sĩ này thấy chiếc khăn và mở ra, ngài thấy dưới đáy nồi mình Thánh Chúa đang chảy máu, nhưng không hề bị hư hỏng chút nào trong mấy năm qua. Ngài lấy khăn và chiếc nồi đất chứa đựng mình Thánh Chúa mang đi. Ngài không nói cho ai biết đến biến cố này. Ricciarella cảm thấy khuây khỏa vì tội ác của mình không bị tiết lộ ra bên ngoài. Nhờ vậy,
hai vợ chồng chị cảm thấy gắn bó và thông cảm với nhau hơn. Trong khi đó, để tránh liên lụy đến Ricciarilla, vị tu sĩ đó mang phép lạ thánh thể ra khỏi thành phố Lanciano. Ngài muốn sự vinh hiển của phép lạ thánh thể sẽ được tôn vinh mãi mãi. Không muốn bị quên lãng, nên Ngài đã đưa về thành phố Ofida, quê hương của Ngài. Cũng vì lý đó, vị linh mục xin phép các bề trên rời khỏi tu viện. Vài ngày sau, Ngài rời Lanciano cách âm thầm. Ngài mang mình Thánh Chúa đến cha Michael Malicani, tu viện trưởng tu viện Thánh Augustino ở Ofida. Cha Malicani ôm lấy phép lạ như sản nghiệp vô giá của Ofida và lập tức xây một nhà thờ để tôn kính phép lạ thánh thể này. Đây là năm 1280, 7 năm sau khi Ricciarilla đã phạm tội phạm thánh. Cha Malicani di chuyển rất nhanh. Ngài và một tu sĩ khác đến Venice đặt mua một mặt nhật mà sau này trở thành nhà chứa đựng phép lạ thánh thể. Họ thuê một người thợ vàng làm việc đó trong bí mật. Sau khi làm xong, cha Malicani đã đặt phép lạ thánh thể vào và hai tu sĩ khác liền trở về Ofida bằng thuyền. Nhưng lúc đó, người thợ vàng quyết định tiết lộ cho công tước thành Venice, tức là chính địa phương tại đó, biết bí mật. Rất ước ao lấy lại phép lạ thánh thể cho riêng tỉnh của mình. Công tước ra lệnh lấy thuyền đuổi theo và chặn lại chiếc thuyền đang đưa hai tu sĩ và phép lạ thánh thể trở về Ofida. Nhưng Thiên Chúa đã can thiệp. Trong lúc thuyền của công tước đuổi gần tới thuyền chở hai tu sĩ, thình lình biển Adriatic động mãnh liệt và hai tu sĩ thoát nạn. Hai tu sĩ tạ ơn Chúa và họ đổ bộ lên bến Ancona, an toàn trở về tu viện tại Ofida. Mặt nhật được đặt trong nhà thờ Ofida và phép lạ thánh thể còn giữ nguyên vẹn cho đến ngày nay. Cho những tâm hồn yêu mến
con thơ, giúp chúng con nên một đấng tâm sống trọn tình mến và hàng xóm với tâm tình tri ân. Ôi cao siêu giác thân con Chúa Trời là của núi đoàn con đang đi trong thế gian, bỏ cứu Chúa của con Chúa Trời được tặng ban cho những tâm hồn yêu mến nhau, của con Chúa Trời được tặng ban cho những tâm hồn yêu mến nhau. Đài Phát thanh Lòng Chúa Thương Xót xin kính mời quý thính giả nghe chuyện Hạnh Thánh An Tôn, Tổ phụ các Đan Sĩ. Do cha thánh Athanasio giám mục thành Alexandria viết và gửi cho toàn thể các đan sĩ. Do nữ biển Đức chuyển ngữ. Với giọng đọc của Maria Minh Liên và Phêrô Đức Thành. Sơ lược tiểu sử thánh Athanasio. Thánh Athanasio sinh năm 295 tại Alexandria, nước Ai Cập. Lãnh tác vụ phó tế vào thời kỳ bè rối Arius, gieo rắc lạc thuyết khắp giáo hội Alexandria. Khi chối bỏ thiên tính của Chúa Giêsu, sự sai lạc nghiêm trọng này đã thuyết phục được nhiều người tin theo. Để bảo vệ cho đức tin chân chính, năm 325, các giám mục đã triệu tập công đồng Nicea để lên án Arius và minh định. Đức Kitô là Thiên Chúa, được sinh ra mà không phải tạo thành, đồng bản tính với Thiên Chúa Cha. Đức giám mục thành Alexandria là đức cha Alexandre cũng đem theo người phó tế trẻ trung này của mình đi dự công đồng. Khi ấy, bè rối Ario dù đã bị kết án nhưng vẫn tiếp tục chống đối sự thật. Do đó, với đức tin sắt đá, suốt cuộc đời thánh Athanasio là chiến đấu chống lại lạc thuyết này để bảo vệ cho đức tin chính thống của giáo hội. Đến năm 328, Alexandre qua đời. Athanasio trở thành giám mục thành Alexandria. Suốt 46 năm trong sứ vụ chủ chăn, ngài đã bị bắt đi lưu đày 5 lần vì đức tin. Với 20 năm sống lưu vong, lần đầu tiên ở Trèves, xứ Gô, tiếp theo là ở Ý, tại Roma và Milan, và ở sa mạc Ai Cập. Tại Ai Cập, những chiến thắng đối với ma quỷ và ơn đoàn sủng rực sáng nơi thánh An Tôn đã trở thành cho Athanasio gương mẫu về một người của Thiên Chúa, một bằng chứng tỏ tường về thần tính của Chúa Kitô, đấng đã hoàn thành những công việc vĩ đại nơi con người. Và sau lưng thánh An Tôn, chính Athanasio cũng là một trụ đỡ hùng mạnh
của đức tin công đồng Nicea. Cuộc đời của Ngài cũng đã tuyên xưng sự toàn thắng của Đức Kitô là Thiên Chúa trên thần chết. Lời tựa: để học gương Anton, các đan sĩ muốn biết về cuộc sống, đời khổ hạnh và cái chết của Ngài. Đáp lại lòng khát khao này, Atanasio ghi lại những kỷ niệm của mình. Thật là một cuộc chiến cao đẹp mà các bạn đang dấn thân cùng với các đan sĩ ở Ai Cập. Tôi khuyến khích các bạn hãy noi gương họ, hoặc vượt trội hơn họ nữa. Nhờ đời khổ hạnh của các bạn, bởi vì ở quê hương các bạn cũng không thiếu các đan viện và những đan sĩ danh tiếng. Về điều ấy thật xứng đáng để ca ngợi. Các bạn hãy cầu nguyện cùng Thiên Chúa và nguyện xin Người đoái thương nhận lời. Nhưng vì các bạn đã hỏi tôi về lối sống của chân phước Anton, mà các bạn muốn biết về thuở đầu đời khổ chế của Ngài. Trước kia, Ngài sống làm sao, cuối đời như thế nào, và liệu có thật về những điều người ta nói về Ngài không? Tất cả những điều đó là để các bạn cùng ganh đua với Ngài. Tôi thật vui mừng khi nhận được yêu cầu của các bạn, vì đối với tôi cũng thế, duy chỉ việc nhớ đến Anton đã là một mối lợi lớn rồi. Tôi cũng biết là sau khi được nghe nói về Ngài, các bạn sẽ không những thán phục về con người ấy, mà còn thực hành các nhân đức của Ngài nữa. Vì đối với các đan sĩ, cuộc đời của Anton là đã đủ cho gương sống khổ hạnh rồi. Xin các bạn cũng đừng e ngại tin vào những gì người ta kể về Anton, nhưng đúng hơn, hãy nghĩ rằng người ta nói về Ngài còn quá ít, ít ra là về những việc lớn lao Ngài đã làm. Và chính tôi, người được các bạn yêu cầu kể về Anton, qua bức thư này, tôi sẽ nói đôi nét về những gì tôi biết nơi Ngài. Các bạn cũng chớ ngại hỏi những người sẽ vượt biển để đến với các bạn. Cho dù họ trả lời những gì họ biết, thì điều ấy cũng đáng để được nói lên. Tôi ao ước khi nhận được thư của các bạn, cũng sẽ nhận được một vài đan sĩ do các bạn gửi đến, và hãy cho phép họ được tham dự vào những buổi nói chuyện thân mật của chúng tôi. Nhờ hiểu biết nhau nhiều, tôi lại càng học hỏi ở các bạn nhiều hơn. Mùa đi biển sắp qua, và thư lại đang gấp, do đó tôi phải vội vàng để viết nhờ lòng thương xót của các bạn. Điều mà chính tôi đã kinh nghiệm, bởi tôi thường nhận được lòng thương xót ấy nơi Anton, khi thường xuyên thăm viếng Ngài lúc đổ nước trên tay Ngài. Tóm lại, trong tất cả những gì tôi sẽ viết đây, tôi chỉ nhắm đến chân lý này. Nếu ai học được nhiều hơn điều họ chờ đợi, thì đừng khước từ tin vào những gì mình biết. Và nếu ai học được ít hơn những gì mình muốn, thì chớ coi thường con người trong đó. Sinh trưởng và đức hạnh của Anton, 251-269. Anton sinh tại Ai Cập trong một gia đình giàu có quý phái. Vì là Kitô hữu, cha mẹ giáo dục Ngài theo đúng phép đạo. Thời thơ ấu, Ngài được chăm sóc kỹ lưỡng, đến nỗi không biết gì khác ngoài những người thân trong gia đình và ngôi nhà của mình. Khi đến tuổi niên thiếu, Ngài không muốn theo học văn chương, để tránh giao du với các bạn đồng trang lứa. Tất cả mọi khát vọng của Ngài, như đã được viết về tổ phụ Gia-cóp, là đơn sơ sống ở nhà mình. Ngài thường theo cha mẹ đến nhà thờ. Khi còn nhỏ, Anton không ươn lười. Đến tuổi khôn lớn, Ngài chẳng hề bất kính với cha mẹ, nhưng một mực vâng lời các ngài, chuyên chăm đọc sách đạo đức. Những hoa trái thâu lượm được nơi đó, Ngài lưu giữ trong tâm hồn, mặc dù gia đình khá giả. Trẻ Anton vẫn không quấy rầy cha mẹ để đòi hỏi những món ngon vật lạ, hoặc tìm thỏa mãn ý riêng của mình.
luôn hài lòng về những gì mình có, không đòi hỏi gì cả. Mồ côi cha mẹ, An Tôn khước từ mọi của cải. Sau khi cha mẹ qua đời, An Tôn ở một mình với cô em gái. Lúc ấy, An Tôn khoảng 18-20 tuổi. Ngài gánh vác gia đình và chăm sóc người em. Gần 6 tháng sau khi chịu tang, An Tôn đến nhà thờ theo thói quen. Dọc đường ngài suy tư về cách thế các tông đồ, từ bỏ mọi sự để theo Chúa Kitô. Theo như trình thuật sách công vụ tông đồ viết, và cách các tín hữu đầu tiên bán của cải mình, đem đặt dưới chân các tông đồ để phân phát cho người nghèo. Đồng thời ngài cũng suy nghĩ đến sự cao cả của niềm hy vọng được bảo đảm cho họ ở trên trời. Với tâm trí đầy ắp những tư tưởng ấy, An Tôn đi vào nhà thờ. Khi đến nơi, đúng lúc người ta đọc đoạn phúc âm Chúa nói với người thanh niên giàu có. Nếu anh muốn nên chọn lành, hãy về bán hết mọi của cải anh có, bố thí cho người nghèo khó, rồi đến theo ta, và anh sẽ có một kho tàng ở trên trời. An Tôn nghe được. Ngài cho rằng tư tưởng mình có về gương lành các thánh là do Chúa mà đến, và để nói với mình mà Chúa đã cho đọc đoạn phúc âm ấy. Lập tức, vừa ra khỏi nhà thờ, An Tôn đem phân phát cho dân làng tất cả của cải cha mẹ để lại cho ngài. 300 mẫu đất phỉ nhiêu, để mình và em gái được thanh thoát khỏi mọi nỗi lo lắng về của cải. Ngài bán luôn cả đồ đạc trong nhà và đem chia cho người nghèo. Số tiền bán được ấy chỉ để lại một phần nhỏ cho người em gái. Bắt đầu sống khổ hạnh. Một lần khác, An Tôn đi vào nhà thờ và nghe lời Chúa phán trong phúc âm. Các con đừng lo lắng về ngày mai. Lập tức ngài ra về và phân phát cho người nghèo khó những của cải mình còn cất giữ. Ngài gửi em gái cho các trinh nữ quen biết và trung tín, để ở đó em được giáo dục và học hành. Về phần mình, An Tôn khởi sự tập sống khổ tu ở nhà, chú tâm cảnh giác và khép mình vào một kỷ luật nghiêm ngặt. Thời bấy giờ, ở Ai Cập chưa có nhiều đan viện như ngày nay, và chưa có đan sĩ nào đã thử đi vào sa mạc. Những ai muốn chuyên chăm khổ luyện về tu đức, thì sống một nơi không xa làng lắm. Bấy giờ, ở làng bên cạnh, có một bậc lão thành, sống đời cô tịch từ thời còn trẻ. Gặp vị ấy, An Tôn bừng lên ước muốn bắt chước, và ngài tìm đến sống một nơi bên ngoài làng. Từ đó, mỗi khi nghe nói có ai nhiệt tâm sống đạo, ngài liền tìm đến bàn hỏi, và như một chú ong chăm chỉ, ngài không trở về nếu chưa gặp, và lãnh hội từ vị ấy một thứ lương thực nào đó cho hành trình nhân đức. Thuở ban đầu, An Tôn sống tại đó, quyết tâm tập luyện cho tâm hồn nên mạnh mẽ, kiên quyết không trở về với gia sản của cha mẹ, và không tưởng nhớ đến gia đình nữa. Trái lại, tất cả ý muốn và lòng nhiệt huyết của ngài đều dồn cho việc tập sống khổ hạnh. Ngài tự tay làm việc để nuôi thân, bởi nghe lời Kinh Thánh dạy, ai không chịu làm việc thì cũng đừng ăn. Một phần hoa lợi, ngài dùng mua bánh, phần còn lại để cho người nghèo. Ngài cầu nguyện liên lỉ vì đã được học phải cầu nguyện không ngừng. An Tôn chuyên chăm đọc sách đến mức không lời nào trong Kinh Thánh bị bỏ sót, và trí nhớ lưu giữ mọi lời thay cho sách vở. Thụ giáo bên cạnh các vị khổ tu, An Tôn cố gắng thực tập nhân đức của các ngài. Với lối sống đức hạnh ấy, An Tôn được mọi người yêu quý. Ngài sẵn sàng tùng phục các vị tu sĩ mà ngài thăm viếng,
học hỏi các nhân đức và cách khổ chế riêng của mỗi người. Anton chiêm ngắm nơi vị này sự nhã nhặn, vị kia tinh thần cầu nguyện. Ngài quan sát tính kiên nhẫn của người này, lòng bác ái với tha nhân của người nọ, để ý xem vị này sống tỉnh thức, vị khác sốt sắng đọc sách. Ngài thán phục sự kiên trì của người này, cách ăn chay nằm đất của người kia, theo dõi sự dịu dàng của vị này và tâm hồn cao cả của vị khác. Nơi mỗi vị, Ngài khắc ghi lòng nhiệt thành của họ đối với Chúa Kitô, đồng thời lưu tâm đến tình mến của mỗi người đối với tha nhân. Khi đã mãn nguyện rồi, Anton trở về nơi Ngài chuyên lo tu đức. Tại đây, Anton tập trung mọi cố gắng để họa lại nơi mình những nhân đức ấy. Còn đối với các bạn hữu, Ngài chỉ ganh đua có một điều, quyết không để thua kém họ trong lĩnh vực nhân đức. Nhưng Ngài hành động khôn khéo, đến nỗi không làm ai buồn phiền. Trái lại, hết mọi người đều vui mừng vì Ngài. Tất cả dân làng và những người tốt lành khi tiếp xúc với Anton đều gọi Ngài là bạn của Thiên Chúa. Người thì yêu chuộng Ngài như con, người thì xem như anh em. Hỏa ngục dùng mọi cách làm Anton bỏ cuộc. Nhưng ma quỷ, kẻ thù của sự thiện, đã ghen tương không thể chịu đựng được khi thấy ý hướng thánh thiện như thế ở một thanh niên. Do đó, chúng nhất quyết dùng mọi thủ đoạn để phá rối Ngài. Trước hết, chúng cám dỗ làm cho Anton lìa bỏ đời tu bằng cách gợi nhớ đến những của cải mà Ngài đã từ bỏ. Những bổn phận đối với người em, mối liên hệ gia đình, tiền bạc, ước muốn vinh dự, thèm những thức ăn ngon lạ và nhiều thú vui khác của cuộc đời. Sau đó, chúng khơi lên đủ thứ cam go, đòi hỏi nhọc nhằn trên đường nhân đức và sự yếu đuối của thân xác. Tóm lại, chúng làm dấy lên trong tâm trí Anton cả một trận cuồng phong tư tưởng, hầu làm Ngài lìa bỏ chọn lựa ngay chính. Nhưng khi quân thù nhận thấy mình quá yếu để có thể làm lung lạc ý chí của Anton, và sớm sẽ thất bại vì sự cương quyết, vì đức tin vững mạnh và những lời nguyện liên lỉ của Ngài. Bấy giờ, quỷ gợi lên những tư tưởng nhơ bẩn, Anton liền cầu nguyện để xua đuổi nó đi. Nó lại kích thích giác quan của Ngài, thẹn thùng. Anton trang bị cho thân xác bằng đức tin, lời cầu nguyện liên lỉ và ăn chay. Ma quỷ khốn nạn đã đi đến chỗ, đêm đến, khoác hình một phụ nữ và bày trò khêu gợi để quyến rũ Anton. Nhưng Ngài nhớ ngay đến Chúa Kitô đang ngự trong mình, nhớ lại những sự cao cả và linh thánh người ban cho tâm hồn. Nhờ đó, Anton đã dập tắt ngay mối tình lừa phỉnh của ma quỷ. Lại một lần nữa, ma quỷ gợi lên trong Ngài sự êm dịu của khoái lạc. Nhưng Anton đầy giận dữ và âu sầu, tưởng nghĩ đến những hình phạt của lửa đời đời, và sâu bọ rúc rỉa như tra tấn. Nhờ khiên mộc này mà Ngài thoát được mọi mưu trước, được bình an vô sự. Còn lũ quỷ thì xấu hổ ngượng ngùng, nó tự cho mình bằng Thiên Chúa, lại bị một thanh niên chơi xỏ. Nó coi thường bản tính xác thịt, vậy mà bị một người có xác thịt đánh ngã, nhờ sự giúp sức của Chúa, đấng đã vì chúng ta mặc lấy xác phàm và ban cho con người xác thịt chiến thắng được ma quỷ. Đó là điều mà hết những ai lâm trận cũng thốt lên: không phải là tôi, nhưng là ơn Thiên Chúa ở cùng tôi. Thần ô uế thú nhận bạn trận. Cuối cùng,
con rồng dữ, vì không thể làm Anton gục ngã bằng những phương thế trên, lại bị tống khứ khỏi vòng chiến, nó nghiến răng điên cuồng, như sách thánh đã viết về nó. Quỷ càng thiêng liêng thế nào thì lại càng nhạy cảm thế ấy. Khi tự đội lốt thành một thằng bé đen đủi, bị Anton quật ngã, nó không tấn công ngài bằng tư tưởng nữa, vì mưu trước ấy đã bị lộ tẩy. Nhưng nó nói bằng giọng của một con người. Ta đã cám dỗ nhiều lần, nhưng hầu như lúc nào cũng thua to. Và để tấn công lại, mi đã dùng việc khổ chế, khiến ta phải suy yếu. Anton hỏi nó. Ngươi là ai? Sao lại nói với ta những lời ấy? Lập tức tên quỷ trả lời bằng một giọng ai oán. Ta là bạn của những đứa dâm ô. Ta hại người trẻ bằng cạm bẫy và kích động. Mọi người gọi ta là thần thông dâm. Biết bao người khôn ngoan đã bị ta lừa phỉnh. Biết bao người tiết dục bị ta cám dỗ và làm thay đổi cuộc sống vì sự kích động. Chính vì ta mà các ngôn sứ đã trách mắng những kẻ sa ngã. Thần khí đĩ điếm đã làm các ngươi thác loạn. Thật vậy, chính vì ta mà họ bị đánh gục. Chính ta thường làm cho mi sao xuyến, nhưng lần nào mi cũng khiến ta trốn chạy. Nghe vậy, Anton cảm tạ Chúa rồi mạnh dạn chế nhạo tên quỷ. Mi thật đáng nguyền rủa, bởi vì dù là thần thiêng, nhưng mi đen đúa và nhát đảm như một đứa bé. Ta không còn chút bận tâm nào về mi nữa. Có Chúa ở cùng ta mà bênh đỡ, ta dám nghênh lũ địch thủ như mi. Nghe những lời ấy, thằng quỷ đen khiếp hãi la lên và sợ hãi lẩn trốn mất. Anton củng cố đời khổ hạnh để phòng cuộc tấn công mới. Đó là trận chiến thắng đầu tiên chống ma quỷ của Anton. Hay nói đúng hơn là kỳ công của đấng cứu chuộc đã thực hiện nơi ngài. Đấng đã lên án tội trong thân xác, để sự công chính mà luật đòi hỏi được hoàn toàn thực hiện nơi chúng ta là những người không sống theo tính xác thịt, nhưng theo thần khí. Vì vậy, Anton không để mình chảnh mạng và rơi vào tự đắc, vì cớ ma quỷ đã bị đánh bại. Về phía kẻ thù, mặc dầu đã thất trận, chúng vẫn không ngừng chờ dịp răng bẫy bắt ngài. Nó lượn quanh như sư tử rình mồi. Nhưng Anton đã học biết nơi kinh thánh rằng quân thù có muôn vàn mưu kế. Vì thế, ngài lại càng kiên trì sống khổ chế hơn lúc nào hết. Ngài biết rõ nếu ma quỷ không thể quyến rũ ngài bằng thú vui xác thịt, thì nó sẽ giương những cạm bẫy khác để mắt ngài, vì chúng chỉ vui khoái với tội lỗi mà thôi. Vậy nên, Anton ngày càng hãm mình nhiều hơn. Ngài bắt thân xác phải tùng phục, vì e rằng dù đã thắng một vài trận, mình lại thất bại ở những trận khác. Anton cương quyết sống khổ hạnh, đến mức ngài có thể chịu đựng cách dễ dàng mọi lao nhọc, khiến nhiều người rất đỗi ngạc nhiên. Sự nhiệt tâm không mệt mỏi ấy đã tạo nên nơi Anton những thói quen tốt lành, đến nỗi khi có bất cứ một dịp hy sinh nhỏ mọn nào, ngài liền hăng hái thực hành ngay. Ngài thường thức khuya đến độ nhiều đêm không ngủ để cầu nguyện. Ngài chỉ dùng bữa mỗi ngày một lần, sau khi mặt trời đã lặn, rồi lại giảm 2 ngày mới ăn một lần, và sau đó 4 ngày ăn một lần. Ngài ăn bánh với muối, thức uống chỉ là nước lạnh. Thịt và rượu, chúng ta không nói đến, vì việc dùng các thứ này, ngay cả đối với những nhà tu hành sốt sắng khác, cũng không biết đến.
Còn khi ngủ, Anton chỉ có một chiếc chiếu, nhưng thường thì ngài ngủ ngay trên mặt đất. Ngài khước từ hết mọi thứ giàu sức, và cho rằng đối với những thanh niên nhiệt tâm, lo tu đức, thì không nên tìm kiếm những gì làm mềm yếu xác thịt. Nhưng tốt hơn, nên tập quen chịu khắc khổ. Anton luôn ghi nhớ lời Thánh Tông Đồ. Khi tôi yếu, chính là lúc tôi mạnh. Thực vậy, ngài nói, nghị lực trong tâm hồn sẽ tăng lên khi chúng ta loại trừ những thú vui xác thịt. Quan điểm tuyệt diệu của Anton là không nên đo lường con đường nhân đức cũng như giá trị của đời sống trầm mặc dựa trên thời gian, nhưng là dựa trên ước muốn và lòng quả cảm. Chính ngài cũng chẳng nghĩ đến khoảng thời gian quá khứ. Ngày qua ngày, như một người mới bước vào đường tu, ngài tìm cách tiến tới với sự hăng hái mới. Ngài thường nhắc lại lời Thánh Phaolô: tôi quên đi chặng đường đã qua để lao mình về phía trước. Và cũng nhớ đến lời ngôn sứ Elia: hôm nay đây, tôi đứng trước mặt Thiên Chúa hàng sống. Ngài làm cho mọi người lưu ý khi nói đến hai tiếng hôm nay. Như ngôn sứ Elia, coi thời gian đã qua là không đáng kể. Vậy, luôn luôn như một người mới khởi sự. Anton cố gắng sống mỗi ngày như sắp phải ra trình diện trước mặt Chúa. Tâm hồn trong sạch và sẵn sàng thuận theo thánh ý người. Ngoài ra, không còn lo lắng sự gì khác. Ngài tự nhủ, người khổ hạnh phải học cách sống như thế của vị đại tiên tri Elia để làm gương mẫu cho mình. Sống trong ngôi nhà mồ, Anton anh dũng chịu đựng trò dã man của ma quỷ. Sau khi đã tập thắng bản thân như thế, Anton đi vào khu nhà mồ ở thật xa làng và xin một trong những người bạn tiếp tế bánh cho mình, nhưng chỉ thật lâu mới đem đến một lần. Ngài đi vào một trong những nhà mồ ấy, đóng cửa lại và bắt đầu hoàn toàn sống cô độc. Ma quỷ không thể chịu được việc này, vì sợ rằng chỉ ít lâu sau, sa mạc sẽ đầy rẫy các ẩn sĩ. Một đêm nọ, cả cơ binh quỷ đi vào, nó đánh ngài dữ dội, đến nỗi bỏ ngài nằm sóng xoài trên đất, mà không thể thốt ra được lời nào. Anton đau đớn đến mức nghĩ rằng không có đau khổ nào do loài người gây ra có thể đau bằng như vậy. Nhưng nhờ Thiên Chúa quan phòng, Đấng không bao giờ bỏ rơi những ai trông cậy người, đã sai người bạn ngày hôm sau đem bánh đến cho ngài. Vừa mở cửa ra, anh ta thấy ngài nằm dài trên đất như đã chết. Anh vác Anton lên vai, mang về nhà thờ trong làng và đặt ngài xuống đất. Nhiều người thân thuộc và dân làng tuôn đến vây quanh ngài như một người đã chết. Khoảng nửa đêm, Anton tỉnh lại và trỗi dậy, thấy mọi người xung quanh mình đang ngủ, chỉ có bạn ngài là thức. Anton làm hiệu cho anh đến gần, xin anh đưa mình trở về ngôi nhà mồ và đừng đánh thức ai dậy. Anton khiêu khích quân thù, những kẻ trá hình dã thú và rắn độc. Được đưa về đến nơi, Anton đóng cửa mộ lại và tiếp tục sống một mình như trước. Nhưng vì không thể nào đứng được bởi các vết thương do ma quỷ gây ra, Anton đành phải nằm trên đất để cầu nguyện. Cầu nguyện xong, ngài nói thật lớn: ta là Anton đây, ta không sợ phải mang thương tích. Cho dẫu các ngươi có làm cho ta đau đớn hơn nữa, thì cũng không gì có thể tách ta ra khỏi tình yêu Chúa Kitô được. Rồi ngài hát lên lời Thánh Vịnh: dù cả một đạo quân vây đánh, lòng tôi chẳng sợ gì. Đó là những ngôn ngữ, tư tưởng của một nhà khổ tu. Nhưng ma quỷ, kẻ thù không đội trời chung của các thánh,
rất ngạc nhiên. Vì với ngần ấy vết thương, Anton vẫn còn can đảm trở lại. Nó liền tụ tập các thần khác lại. Những thần này như một lũ chó dại, luôn sẵn sàng cắn xé người lành. Với lòng tức giận đến điên cuồng, tên quỷ nói với đồng bọn. Chúng mày thấy, ta không thể khuất phục được tên này bằng tinh thần nhơ nhớp, cũng như bằng những thương tích mà chúng ta bắt thân xác nó phải chịu. Trái lại, nó còn cả gan dám khinh thị ta. Vậy chúng ta hãy chuẩn bị tấn công nó cách khác. Đối với ma quỷ, đâu khó gì để trá hình làm sự dữ. Vậy là đêm đến, bầy lũ địa ngục đó gây nên một tiếng động khủng khiếp, đến nỗi cả nơi ở của Anton đều bị rung chuyển. Các vách tường dường như bị đổ sập, bọn quỷ ùa vào cả lũ và đổ lốt đủ mọi hình dáng thú dữ và rắn rết. Cả căn nhà đầy những bóng ma của loài sư tử, gấu, báo, bò rừng, rắn lục, bọ cạp và chó sói. Mỗi loài đe dọa theo bản năng của nó. Sư tử rống lên như muốn nuốt sống ngài. Bò rừng như sẵn sàng lấy sừng phân thây. Rắn trườn mình nhưng chỉ ở yên một chỗ. Sói dữ như điên cuồng muốn nhảy chồm tới nhưng không phóng ra được. Tất cả loài dã thú ấy không con nào mà không dữ tợn khủng khiếp. Tiếng gầm gừ của nó làm rúng động người nghe. Anton đã bị đánh nhừ đòn, bị chúng kích động. Giờ đây lại cảm thấy các vết thương trong thân thể tăng lên nhiều hơn. Nhưng đầy gan dạ và với tinh thần tỉnh thức, dù bất động, rên xiết bởi nỗi đau thân xác, nhưng tâm hồn luôn cảnh giác, ngài nói với ma quỷ như nhạo báng. Nếu các ngươi có sức mạnh gì, thì chỉ một đứa trong các ngươi cũng đủ để chiến đấu với ta rồi. Nhưng vì Thiên Chúa đã hủy diệt sức mạnh của các ngươi, nên các ngươi cố gắng dùng số đông để làm ta sợ hãi. Khi các ngươi đội lốt thú dữ là dấu hiệu cho thấy sự yếu nhược của các ngươi. Với hết lòng tin cậy, ngài nói tiếp. Nếu các ngươi có quyền lực gì, hay nếu Thiên Chúa ban cho các ngươi quyền để hại ta, thì tại sao các ngươi còn chậm trễ? Hãy ra tay đi cho ta thấy. Và nếu các ngươi chẳng có quyền chi, thì tại sao lại cố gắng cách vô ích như vậy? Các ngươi không biết rằng niềm tin vào Chúa của ta sẽ nên như dấu ấn và thành trì kiên cố cho ta chống lại mọi mưu trước tấn công của các ngươi hay sao? Sau nhiều trò đe dọa cách vô ích, bọn quỷ nghiến răng căm thù vì bị ngài chế giễu thay vì chúng định chế giễu ngài. Thị kiến từ trời thêm sức mạnh cho Anton. Đức Chúa đã không bỏ rơi người bạn trung tín của mình trong trận chiến cam go ấy, nhưng đích thân người đã đến trợ giúp ngài. Bấy giờ Anton ngước mắt lên, thấy mái nhà như mở ra, một luồng sáng chói lọi bao phủ lấy mình. Đột nhiên, ma quỷ biến mất hết, căn phòng trở lại an tĩnh như trước. Anton liền hiểu ngay Chúa đến trợ giúp mình. Ngài nhận thấy sự hiện diện của Chúa đang bao phủ căn nhà. Sau khi đã hoàn hồn, lại được chữa lành, Anton liền thân thưa trong luồng sáng. Lạy Chúa, lúc ấy Chúa ở đâu? Tại sao ngay từ đầu, Chúa đã không đến để xoa dịu những nỗi đau khổ của con? Có tiếng đáp lại. Anton, lúc ấy ta vẫn ở đây. Ta muốn chứng kiến trận giao tranh của con, bởi vì con đã chống trả chứ không đầu hàng, nên ta sẽ luôn luôn là người phù trợ con, và sẽ làm cho danh con lẫy lừng khắp mặt đất. Được nghe những lời ấy, Anton liền trỗi dậy và cầu nguyện. Ngài cảm thấy thân xác mạnh mẽ lạ lùng, hơn cả trước khi giao tranh với ma quỷ. Thời bấy giờ, Anton khoảng 35 tuổi. Anton
ông rút vào sa mạc dừng dưng với trò ảo thuật của ma quỷ. Một ngày kia, lòng nhiệt thành phụng sự Chúa thúc đẩy Anton cách mãnh liệt, khiến ngài bỏ ra đi. Ngài đến với vị lão thành, cha linh hướng ngày xưa của ngài, để xin người cùng vào sống trong sa mạc với mình. Vị này khước từ vì tuổi già và vì không quen nếp sống ấy. Thế là Anton nhanh chóng lên núi một mình. Nhưng ma quỷ thấy lòng nhiệt huyết của ngài, nó muốn ngăn chặn, nên trên đường ngài đi, chúng ném một khay tiền thật lớn. Anton đoán rằng đây là mưu trước của thần dữ. Ngài ngừng lại, quan sát và mỉa mai lũ quỷ. Bởi đâu lại xuất hiện khay tiền như thế này trong sa mạc, nơi hoang vắng không có lấy một con đường mòn, không hề thấy dấu chân người qua lại. Nếu như có ai đánh rơi, thì hẳn họ đã biết. Bởi một khay to như thế, người ấy sẽ trở lại tìm kiếm và thấy ngay. Bởi đây là nơi hoang vắng. Vậy đây đúng là trò lừa của ma quỷ. Không phải bằng cách này mà mi ngăn cản được dự định của ta. Hỡi lũ quỷ, ngươi hãy giữ lấy tiền bạc của ngươi, và nó hãy hư đi với ngươi. Anton vừa nói dứt lời, khay tiền đã biến tan đi như mây khói. Chương trình đọc truyện Đời sống và hạnh tích cha thánh Anton đến đây xin tạm dừng. Kính mời quý vị và các bạn đón nghe phần tiếp theo vào chương trình ngày mai. Quý vị và các bạn cũng có thể vào trang web Radio LTHC để nghe lại toàn bộ truyện thánh Anton. Thân ái, kính chào quý vị và các bạn. Trong việc noi gương tinh thần nghèo khó, bác ái và phó thác mọi sự trong tay Chúa quan phòng. Con xin cúi đầu quỳ bên cha tự hối, bao nhiêu tháng ngày đời con đã chót vương tội, tiền tài hư danh bao đam mê lôi cuốn phận tôi, giờ này con xin mau trở về sám hối bên Chúa thôi. Cơn cám dỗ bên cuộc đời làm thân con mê đắm, mãi đi tìm nguồn hạnh phúc xa xa. Xin một lần được tình Chúa ghé thăm, và tâm hồn con được tìm về hơi ấm. Này Chúa hỡi, xin nhận lời từ tâm tư sám hối. Cài hoa cánh tay nay trở về lòng đừng chấp bâng khuâng, bên tình ngài được nguồn suối thánh ân, thân con yếu hèn và say sưa mù quáng, đã mang kiếm người còn vương vấn những cơ hàng, đường đời dương gian xung quanh con nguy hiểm tràn lan, nhiều lần hoang mang đưa con vào
hạnh phúc xa xa. Xin một lần được tình Chúa ghé thăm và tâm hồn con được tìm về hơi ấm. Này Chúa ơi, xin nhận lời từ tâm tư sám hối. Xin một đời nguyện cài hoa cánh tay. Nay trở về lòng đừng chấp bâng khuâng. Bên tình Ngài được nguồn suối. Kính thưa quý thánh giả, chương trình phát thanh Lòng Chúa Thương Xót hôm nay đến đây đã kết thúc. Tạ ơn Chúa và xin Chúa chúc lành cho quý thánh giả. Xin Thánh Thần Chúa tác động để lời Chúa thấm nhập và đi vào hành động của mỗi người chúng ta, để mỗi ngày chúng ta đạt được hạnh phúc đời này và đời sau nhờ lời của Chúa thấm hóa chúng ta. Nay con khẩn cầu và xin luôn nguyện hứa, xa bao lỗi lầm tội khiến xin dốc lòng chưa, lòng thành con sớm. Cha yêu ơi, xin hãy siêu đưa và cậy trong nơi Cha nhân từ tiến bước con cất thưa. Cơn cám dỗ bên cuộc đời làm thân con mê đắm, mãi đi tìm nguồn hạnh. Lòng đừng chấp.